Quay trở lại đến với channel của mình được Karen này, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một video mini world nữa. Và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và subscribe, và các bạn đừng quên lắc vào cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình nha. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đến với một cái buổi, đó chính là Jackson. Yeah, và như các bạn biết là ngày hôm nay của chúng ta là ngày 24, tức là Giáng sinh rồi các bạn ơi. Và Giáng sinh này các bạn đã đi đâu chơi chưa? Mình riêng mình thì mình không muốn đi đâu chơi cả, mình chỉ ở nhà rồi. Tới người yêu còn không để đi chơi được mà, trời ơi thiệt là buồn. Dừng lại, xì tóp. What are you doing here? I'm doing pew pew. Không phải cái này, không nhầm, xin lỗi. Trời ơi, không biết cái gì chưa, cái gió nhở. Hiện tại mini world cũng có sự kiện cực kỳ hot luôn á. Vậy lỡ được hả? Vậy sao hả? Cái gì? Trời ơi. Tại mini world có sự kiện cực hot luôn á, cái đó. Sự kiện cực hot. Ủa, sự kiện gì? Trời ơi, sự kiện là hiện tại là mini world đang gọi là một cái mini game gọi là vòng xoay giáng sinh. Đấy. Vòng xoay giáng sinh. Wow, nghe hấp dẫn vậy. Ủa, nó là gì vậy? Không biết. Trời ơi, thì vòng xoay nó như kiểu cái gì tên mấy cái mini game mà xoay xoay mà trúng thưởng á, đấy. Nhưng mà mini game hả? Đúng rồi, và sẽ gọi là có cơ hội trúng được skin vĩnh viễn đó nha, với lại nhiều phần quà hấp dẫn cực kỳ luôn á. Ủa, gì ghê hả? Cái gì mà có thể gọi là làm vòng xoay vĩnh viễn rồi skin vĩnh gì lộn skin vĩnh viễn rồi. Ủa, ngoài ra tụi mình còn được cái gì đó không? Trời ơi, mình còn được đậu nè, mình còn được gọi là những vật phẩm cực kỳ hiếm luôn, và có những skin hiếm nữa, kiểu trời skin công chúa và skin người cá đấy đó. Trời ơi, sao nghe hấp dẫn quá vậy? Ê, rồi chỉ cai ơi, làm sao để nhận được cái làm sao để xoay được cái vòng xoay giáng sinh đó? Cái đấy thì Tôi chỉ biết là nói như vậy nhưng mà không biết cách xoay đó. Trời ơi, biết thông tin mà không chịu gọi là không biết cái cách xoay như thế nào là sao hả? Trời ơi, đâu im nè, để tôi nói. Rồi. Cái vấn đề là tôi không biết xoay nên tôi dễ dở theo ở trong, để ông với tôi sẽ kiếm cách để gọi là để xoay cái vòng xoay giáng sinh đó, hiểu không? Rồi, giờ là sao xoay? Trời, tính ra là Simi nói ra cũng như không luôn á, đậu xanh. Từ hai tụi mình phải đi kiếm cách chứ, một người sao kiếm được, thì bây giờ ông phải suy nghĩ với tôi đó. Trời ơi, sao nghe cái vòng xoay này nó hấp dẫn quá vậy các bạn ơi. Bây giờ thực sự là mình rất là muốn nhận cái vòng xoay này, nhưng mà không biết phải làm sao hết đó. Trời ơi, bây giờ mình có bụng mẹ lúc mẹ nè. Ồ đúng rồi, ước gì bây giờ đây có ông bụt nha. Tại sao con khóc? Mình nhớ là chỉ có ông bụt mới nói câu này thôi, mà tự nhiên sao giờ ông già Noel này ông ngồi nói cái câu này vậy? Thì tâm mượn lời của ông bụt tí được không? Tại vì Midi World đang có cái sự kiện gọi là dòng xoay giáng sinh, nhưng mà con không biết chơi làm sao hết á, cho nên là con buồn cúp cốp. Nghe nói là sự kiện nó sẽ có skin vĩnh viễn rồi đậu đồ này nọ nè, ông bụt ấy lộn ông già Noel. Trời ơi, cái đó đơn giản thôi. Thì thôi, để ta cho con một cái nha, đừng khóc nữa, ok không? Cho được luôn hả? Đâu, cảm ơn ông, cảm ơn ông già Noel. Ok, con nhắm mắt lại nha, nhắm mắt lại. Rồi, đếm 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3. Ok các bạn ơi, như các bạn cũng đã biết là hiện tại là Mini World của chúng ta đang có một cái sự kiện cực kỳ là đặc biệt cho mùa Giáng sinh này, đó chính là vòng quay Giáng sinh. Yeah, thì cái sự kiện này như lúc nãy Simi đã có giới thiệu với các bạn là trong cái sự kiện này chúng ta có thể sẽ gọi là dòng, chúng ta sẽ được xoay và sau đó chúng ta sẽ gọi là có thể là nhận được sẽ rất là nhiều đồ như là đậu này, skin vĩnh viễn, bla bla và rất là nhiều món quà thú vị khác nữa. Và làm như thế nào để có thể nhận được gọi là vòng xoay Giáng sinh thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Trước tiên là các bạn sẽ bấm vào cái hộp quà này này, và sau đó các bạn sẽ thấy không, vòng xoay Giáng sinh đó, thấy không? Các bạn muốn nhận được quà gì? Đồ thiết kế DIY, đậu mini, vật phẩm trong game đó, không? Và các bạn lưu ý một điều, sự kiện sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 1 2019, đấy không? Đây rất là nhiều đó hình nè, đẹp không? Và để tham gia thì các bạn rất là đơn giản, các bạn chỉ cần bấm tham gia ở ngay đây, là sau đó
nó sẽ hiện ra và sau đó nó sẽ hiện ra một cái trang web. Và muốn xoay được cái vòng này thì các bạn mỗi ngày các bạn chỉ cần đăng nhập vào game mỗi ngày một lần là sau đó chúng ta có thể xoay được cái vòng này rồi nha. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ gọi là đây, các bạn thấy không, khi mà vô nó sẽ để ID nè, nó sẽ để tên mình đây nè, và bây giờ mình sẽ bắt đầu xoay nha. Đấy, chúc mừng bạn sẽ nhận được một cái áo choàng Lucy 7 ngày kiểm tra trong cái phần thư nha. Ok, và nếu mà bạn nào mà muốn có code nữa và còn có một cái cách xoay khác nữa, đó chính là chúng ta sẽ nhận code, đúng không? Này, ở đây thì mình đang có một cái code riêng của mình, mình sẽ nhập code riêng của mình vô nha. Các bạn có thể cũng có thể gọi là sử dụng cái code này. Rồi, ok, mình đã có được rồi nè. Bây giờ mình sẽ xoay tiếp tục nha. Các bạn cũng có thể sử dụng cái code này nha. Chúc mừng, bạn sẽ nhận được một cái kính bảo hộ. Phải kiểm tra phần thưởng cho phần thư nha. Wow, đó các bạn thấy không? Mình đã nhận được một cái gọi là một cái mình đã nhận được một cái gọi là mũ Lucy với là một cái kính. Yeah, đó các bạn thấy không? Thì cái này là chúng ta rất là đơn giản luôn đúng không? Mỗi ngày các bạn chỉ cần đăng nhập vào game và sau đó các bạn ấn vô cái gọi là phần vòng xoay, cái vòng xoay này này. Đó, mỗi ngày các bạn đăng nhập vào game chỉ cần bấm vô vòng xoay Giáng sinh tham gia là chúng ta sẽ được xoay thôi. Rất là đơn giản để có thể nhận quà đúng không các bạn? Yeah, và video hướng dẫn của mình tới đây cũng đã kết thúc rồi. Và nếu các bạn yêu thích video này thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và subscribe. Và các bạn đừng quên like và cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất kênh của mình nha. Còn bây giờ đi, xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Goodbye.